Các bạn thân mến, giấy thấm dầu là một cái vật bất ly thân đối với những người có cái làn da luôn luôn bóng nhờn, đặc biệt là luôn đổ dầu liên tục với các vị trí trên mặt như là trán, mũi, hai bên má và cằm. Dầu nhờn này gây bích dính, dễ bám bụi, dễ sinh ra mụn nữa. Và nhất là với những người phụ nữ miền Tây chúng ta, với cái khí hậu nóng ẩm, thời tiết thì oi bức, nhiệt độ phải nói là cao ngất ngưỡng luôn đó mọi người. Hiện giờ thì mùa mưa hay mùa nắng, mùa nào cũng nóng hết á. Một số người thấm dầu bằng khăn giấy ăn hoặc là thấm dầu bằng khăn tay thì chỉ thấm được chủ yếu là mồ hôi mà thôi. Còn cái lượng dầu thừa thì không lấy ra được, mặt thì luôn bóng nhờn, làm cho chúng ta có cái cảm giác rất là bực bội và khó chịu. Đối với người đối diện cũng vậy nữa, cũng thấy da mặt của mình, của chúng ta thật là dơ, thật là nhớp nháp. Nếu chúng ta dùng giấy thấm dầu thì khác nha mọi người. Giấy thấm dầu có cấu tạo đặc biệt, rất mỏng và nhẹ, mang theo rất là tiện lợi. Cách sử dụng thì cũng rất là dễ dàng. Thì chúng ta có thể lấy ra một tấm giấy thấm dầu, rồi chậm thấm hút dầu thừa trên da. Động tác như là chúng ta chậm mồ hôi vậy đó mọi người. Không cần phải có gương hay kiến gì mà soi hết á, mà vô cùng là hiệu quả, một cách nhanh chóng, giúp bề mặt của chúng ta lập tức hết bóng nhờn ngay, giúp chúng ta tự tin thoải mái hơn. Ngoài ra, những người có cái làn da khô, làn da thường, làn da rất ít dầu thì khi trang điểm cũng có thể tiết ra dầu nhờn ở vùng chữ T, do đó là tác dụng của lớp phấn, lớp kem nền, do cái lượng dầu từ chính cái sản phẩm trang điểm tạo ra. Thì khi đó các bạn cũng cần sử dụng giấy thấm dầu nữa để giúp cho da của các bạn khô thoáng trở lại mà không hề gây ảnh hưởng đến lớp trang điểm. Trên thị trường thì có rất nhiều thương hiệu giấy thấm dầu khác nhau, nhưng chủ yếu là chúng ta chia chúng ra thành hai loại, dạng phin và dạng giấy. Loại giấy dạng mà phin đó là cái loại được nhiều người lựa chọn nhất vì nó phù hợp với cái làn da dầu nhờn, da có mụn. Các ưu điểm như là nó mềm mịn, nó loại bỏ được cái lượng dầu nhờn nhiều hơn và vẫn giữ lại được nước cho da. Nó sử dụng cũng bền lâu hơn, hoàn toàn không có ảnh hưởng gì đến lớp cái trang điểm của chúng ta hết á. Không bị trôi, không bị lốm đốm, tông màu da. Một số giấy thấm dầu còn có chứa luôn phấn trong đó nữa đó, giúp cho chúng ta vừa thấm dầu tốt, vừa dặm lại cái lớp makeup luôn nữa, rất là tiện lợi. Còn loại thứ hai, loại giấy thấm dầu dạng giấy đó thì phù hợp với các làn da còn lại vì nó thấm hút hiệu quả cả dầu và cả luôn mồ hôi. Giá thành của nó thì cũng rẻ hơn cái dạng phim một chút. Còn vài điều cần phải lưu ý cho các bạn nữa là nếu mà da các bạn đang có mụn hay là thuộc loại làn da nhạy cảm á, thì không nên dùng cái loại giấy thấm dầu có chứa phấn nha các bạn. Có riêng cái loại giấy chuyên dụng dành cho cái việc hạn chế sự lây lan và hình thành mụn nữa đó các bạn. Đối với người mà có cái làn da nhiều mụn thì thấm dầu chỉ là cái biện pháp tạm thời thôi. Bạn cần thường xuyên cấp nước cho da nè và điều trị mụn cho da thì mới là cái biện pháp hữu hiệu về lâu về dài. Giấy thấm dầu đã dùng một lần thì nên bỏ đi nha, không nên để dành dùng lại lần thứ hai. Vì sau khi đã dùng thì trên giấy thấm dầu đã là cả một ổ vi khuẩn rồi đó các bạn. Cách dùng giấy thấm dầu là dùng để chậm nhẹ nhàng trên da. Cụ thể là mỗi lần chậm thì từ 4-5 giây. Chứ tôi thấy nhiều bạn chà sát quá mạnh tay lên mặt như là sai nha các bạn. Vừa rồi là các thông tin cơ bản nhất về giấy thấm dầu. Hy vọng đã giúp ích được cho mọi người hiểu rõ hơn về cái sản phẩm hữu ích này. Thân chào các bạn. Nếu bạn còn điều gì thắc mắc về tình trạng da hoặc bệnh lý của bạn gặp phải vấn đề nặng hay nghiêm trọng hơn thì cứ hãy liên hệ với chúng tôi hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại bạn.